À, chào chị ha. À, đôi khi máy máy photo mà máy in này ha, chị nhìn thấy máy in không? Chị thấy bên máy in nè, à, đây Sony 7929 nè, à, máy tắt kẻ máy in nè và máy photo anh chị ha. À, máy photo hiệu Ricoh anh chị ha, hiệu Ricoh nha. Thì anh chị nào có nhu cầu mà anh chị mà cần cài driver máy in máy photo á, mà đôi khi mà máy anh chị sử dụng anh chị ha. À, chị muốn cài dịch vụ từ xe anh chị ha, thì anh chị có thể liên hệ bên em, bên em sẽ bên em là mấy phòng phòng bên thanh, bên em sẽ cài driver có tính phí anh chị, phí cũng rất rẻ anh chị, 50.000 một máy nha. Thì anh chị có nhu cầu có nhu cầu thể liên hệ bên bên Zalo bên em 0 0938 374 702 đó. Cài driver cài thành công thì em lấy tiền đó. Thì bên đôi khi máy in của anh chị, máy photo á, mà nó bị lỗi không in được ha, hoặc là lỗi driver máy máy photo mà in bị lỗi in, in nhiều tờ này, in cái từ lẹ thì có thể là driver bị lỗi nha, hoặc là máy in máy photo cài không in được ha, bị sai địa chỉ IP hay bị gì đó ha, thì chị có thể liên hệ số Zalo ha. Thì yêu cầu thì bên em sẽ yêu cầu là thứ nhất là phải có mạng ha. Cái thứ hai nữa anh chị phải cài UkaView thì bên em sẽ cài cài trực tiếp từ xe cho chị luôn ha, toàn quốc anh chị ha. Đó là dịch vụ cài máy in máy driver máy in máy photo, cài scan luôn, cài scan máy máy photo ha. Thì đối với scan thì bên em sẽ cài từ xe ha, cài từ xe máy photo thì có máy photo này ha, có chức năng là scan màu anh chị ha, thì bên em sẽ cài từ xe cho anh chị ha. Thì đối với máy photo này ha, có những cái máy mà đời tương đối cũ á, thì đôi khi cài không được á, thì bên em sẽ cài thì cài scan thì bên em sẽ lấy 100.000 nha, còn cài in là mình chia bên em lấy 50 anh chị, cài scan nó cực nó khổ hơn nhiều anh chị đó. Thì anh chị đã có nhu cầu có thể cài driver máy in photo, có nhu cầu cài bên em sẽ cài toàn quốc anh chị, cài toàn quốc luôn. Anh chị phải có cái máy, anh chị phải có mạng này, cái thứ hai phải có UltraView á, gửi UltraView qua số Zalo bên em á, 0389 183 187 hoặc là 0938 374 702 nha. Đây em sẽ đỡ số Zalo dưới dưới video này. Anh chị có thể liên hệ bên số Zalo. Nếu anh chị liên hệ bên Zalo mà lâu quá thì anh chị có thể gọi điện trực tiếp cho bên em luôn á. Đôi khi em bận không bắt máy được ha. Đó em sẽ sắp xếp cài. Thì biểu hiện của máy là máy in không được nè. Cái thứ hai là máy in bị lỗi này, tại vì Win 1, Win 10, Win 11 á, nó có một tính năng rất là hay nhưng mà cũng rất là hại. Thì nó sẽ ví dụ sau khi mà chị kết nối máy in máy photo với máy tính thì nó sẽ tự động tải về cài driver luôn, nhưng mà đôi khi driver nó bị lỗi, driver mà tải tự động xuống hay bị lỗi anh chị, anh chị có thể liên hệ bên em cài cài giúp ha. Thì bên em sẽ cài cài tương đối rất là nhanh nha, đó cài in cài photo. Thì bên em là máy phòng phòng hoàn thành chuyên bán và cho thuê máy photocopy, máy in tại thành phố Hồ Chí Minh. Website là www.vanthanh, website gì thế, www.vanthanh.com đó, cho thuê máy photo. Bên em cung cấp máy in máy photo cho thành phố Hồ Chí Minh, cung cấp văn phẩm cho văn phòng công ty luôn ha. Đó cung cấp giấy văn phẩm ha. Đó, anh chị có nhu cầu liên hệ bên em đó. Thì thường thường bên em cho thuê thì mấy công ty văn phòng thường thường hay hỏi có cung cấp giấy không, bên em cung cấp giấy luôn ha. Đó, ngành ăn theo ha. Giấy thì ít lợi nhuận ha, nhưng mà nó sẽ giao luôn anh chị. Anh chị có nhu cầu thuê máy không, mua máy ha, mua máy photo thì bên em có bán rồi, cho thuê máy photo bi đỡ mới hiệu suất cao, in tốc độ nhanh ha, in A3 A4 A5, in scan màu photocopy, in photocopy trắng đen mà scan là scan màu nha. Đó rất thích hợp cho những công ty văn phòng mua về để xài, để in scan gửi hợp đồng cho đối tác, scan màu á, scan màu gửi cho đối tác nè, hoặc là chị thuê thì nó dịch vụ rất là tốt rồi. Thuê thì chị không cần, thay vì chị mua một cái máy in một máy scan tốn mười mấy hạt triệu, anh chị thuê luôn thì có tháng có 600, và hoặc là anh chị thuê gói thường dùng nhất là bên em là gói 1.1 triệu anh chị, 5.700 một tháng thì rất là ok đó. Thì trong quá trình thuê thì anh chị không còn tốn sửa chữa đâu, tốn thay mật nè, thì hợp đồng bên em là ký hợp đồng 1 năm anh chị. Đó, anh chị có nhu cầu thuê liên hệ, thuê máy hoặc mua máy thì liên hệ.
anh chị mua, anh chị nếu có tiền tài sản dư dả thì chị mua luôn cũng được ha, hoặc là chị thuê luôn, thuê thì nó tốt hơn chị đó, không cần lo sửa chữa thay mật ha. Đó rồi, cảm ơn chị ha. Bên em chuyên bán và cho thuê máy photocopy, máy in tại thành phố Hồ Chí Minh ha.